Nghệ sĩ Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu là một cặp đào kép một thời của đoàn cải lương cao nguyên. Khi anh chị lấy nhau thì anh 23 tuổi, còn chị mới 19. Nghệ sĩ Châu Thanh nhớ lại, gia đình tôi ngày xưa nghèo đến nỗi mượn gạo không ai cho, vì họ sợ không biết chừng nào nhà tôi mới trả được. Lấy vợ là con gái của một gia đình giàu có, tôi ước mơ mình có thể giúp được gì đó cho cha mẹ bớt khổ. Nhưng vợ vừa nhỏ tuổi lại quen được cha mẹ cưng chiều, nên nghĩ đơn giản là chồng cũng phải cưng chiều mình như cha mẹ. Hai vợ chồng không ai hiểu ai, lại còn quá trẻ nên cái tôi của ai cũng quá lớn. Nhìn hai vợ chồng làm đào kép mùi mẫn trên sân khấu, nhưng không ai biết rằng hạnh phúc của họ đang có vết rạn ngày một lớn dần. Nhiều người bị sốc khi thấy Châu Thanh rời đoàn cao nguyên về đầu quân cho đoàn trung hiếu. Nhưng đó là chuyện tất yếu phải xảy ra, và thế là hai vợ chồng họ ly hôn. Ba mẹ chia tay khi con gái Ngọc Linh chỉ hơn 1 tuổi. Sống với mẹ nhưng Ngọc Linh luôn ước mơ sẽ có ngày ba mẹ sẽ quay về với nhau. Từ lúc mới 5-6 tuổi, bao nhiêu tiền mẹ cho ăn sáng, Ngọc Linh để dành đến lúc được mẹ hoặc là người lớn dẫn đi chùa. Cô bé mua nhang và bỏ tiền vào thùng phước xương với lời cầu nguyện: xin cho ba mẹ con về ở lại với nhau. Và thế là sinh nhật lần thứ 10, Ngọc Linh rụt ra xin mẹ cho mời ba. Câu nói hạnh phúc của cô con gái không ngờ lại vững vàng ngoài suy nghĩ của người lớn. Và thế là hơn 10 năm sau kể từ khi ly hôn, Châu Thanh mở lời hẹn gặp vợ cũ tại quán cà phê và chị đồng ý. Lấy cớ đang bệnh để thử lòng vợ cũ, anh bệnh quá không đi hát được. Em có tiền thì cho anh mượn một cây vàng, thử mà được thì chị gật đầu nên cho anh mượn vàng. Ngày chị hẹn anh ra đưa vàng, gặp chị anh nói liền như sợ ai giành giật: em có chịu làm vợ của anh một lần nữa không? Và thế là Châu Thanh và vợ đã quay trở về bên nhau. Gần 2 năm sau đó thì vợ chồng anh hạnh phúc đón thêm một nàng công chúa nhỏ. Chuyện anh chị quay lại với nhau khiến bạn bè, đồng nghiệp chân hững, giống y hệt lúc hai người chia tay và 10 năm về trước. Chấp nhận quay lại, chị bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. 23 năm quay về với nhau, chị chưa một lần truy hỏi anh về những mối tình, những người phụ nữ anh đã từng yêu và từng chung sống trong 10 năm hai người xa cách. Cưới nhau lần hai, mọi thứ y hệt như lúc ban đầu. Cả hai lại phải tìm hiểu, phải học cách thích ứng với tính cách và suy nghĩ của nhau. Chị Ngọc Huyền Châu chia sẻ, đi qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, chị mới thấm thía không nơi đâu mang lại cho mình sự bình yên bằng chính gia đình. Lý do đầu tiên để họ quay về với nhau cũng chính vì ước mơ có cha mẹ đủ đầy của con cái. Vì vậy, mỗi khi làm gì, hai vợ chồng đều nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của con để điều chỉnh mình. Gia đình có một sức mạnh kỳ lạ, giúp nghệ sĩ Châu Thanh vượt qua bệnh tật, mà đôi lúc anh cũng không thể lý giải. Từng bệnh rất nặng, từng nghĩ đất Việt tìm cửa Phật nương náu trước khi vĩnh viễn chia tay cõi đời. Nhưng từ khi quay về với gia đình cũ, bệnh của anh ngày càng thuyên giảm và không lâu sau đó, anh đã có đủ sức khỏe để rong ruổi đi diễn khắp nơi. Hơn 20 năm sau khi tái hôn với vợ cũ, nghệ sĩ Châu Thanh khẳng định, đi lanh quanh tìm kiếm, cuối cùng mới thấy không ai tốt bằng vợ mình. Cô con gái Ngọc Linh ngày nào giờ đang sống tại Mỹ, cũng đã lập gia đình và làm vợ, làm mẹ. Ngoài Ngọc Linh thì Châu Thanh và vợ cũng có thêm một cô con gái và một cậu con trai. Sau khi Ngọc Linh kết hôn và sang Mỹ định cư, thì cô cũng đã bảo lãnh cha mẹ sang Mỹ. Hiện tại thì gia đình nghệ sĩ Châu Thanh đang có cuộc sống rất hạnh phúc và sung túc trên đất Mỹ.